Và như vậy thì cả hai đội hình đều đã hoàn thành rồi. Ở cá nhân em thì em cảm giác như là hình của bên BLG sẽ giao tranh mạnh mẽ hơn. Liệu anh ta sẽ có được một cú quá kêu dựa trên con bài Jin này không đây? Ở trong khoảng thời gian gần đây thì rõ ràng con Jin này đang có được cái khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời và hoàn hảo. Nhưng mà bây giờ El đang gặp một số khó khăn nhẹ, anh ta dính cả thủy đốt bắt buộc sử dụng cái thanh tẩy Gala, bây giờ bị kẹt lại và El đang bắn, anh ta còn một viên đạn cuối cùng, El đang tiếp tục sẵn sàng để tiếp cận với viên đạn đó. Nhưng có vẻ như chỉ dừng lại ở đây, coi như là bên phía của BLG đang lời. Một cuộc chiến đang cực kỳ căng thẳng ở bên trong khu vực rừng cũng như là nửa cánh dưới Scout. Có thể sẽ bị dính một cú băng trụ ngay từ sớm ở trang đây. Nó cũng sẽ hơi khó đấy, cấp độ 4 đã có Scout sử dụng. Ý, anh ta mất W rồi. Như vậy là không có giáp ảo. Cái tỷ lệ nằm xuống của Scout đang tương đối là cao đấy, nếu như anh ta tiếp tục đứng lại và nán lại ở đây. Một áp lực vô cùng lớn. Rồi di chuyển ra ăn sâu mà thôi. Nocturne ở thời điểm hiện tại mới cấp độ 5. Kể cả bạn ăn xong rồng thì bạn cũng rất là khó để có thể lên được cấp độ 6 thời điểm hiện tại. Và như vậy thì sâu đã dành cho Way rồi. Có vẻ như Way sẽ là người lên được cấp độ 6 sớm hơn chăng? Nhưng Way thì ăn solo con rồng để xem anh ta có thể có được cấp độ 6 không. Nhưng mà bây giờ mà mở hoang tưởng ở đường nào tôi cảm thấy cũng khó dành ra người đi rừng của Li Ning. Bởi vì đối phương đang có những cái đường đánh quá cháy. Còn đối phía bên kia như thế ít nhất là BLG, họ sẽ có một vài vị tướng có thể kiểm soát được cái bản đồ khá tốt. El thì không cần bàn tới, Nai vẫn có thể điều cầu để giúp cho cái khả năng kiểm soát bản đồ từ từ. Đấm tới luôn, Quay đánh vô cùng là hổ báo, W vào đội của em nó không trúng. Và Quay sẽ cần phải lùi, có Quay ra để hỗ trợ. On cũng đang di chuyển tới, ba con sao cầm tiếp theo bắt buộc LNG đang muốn đánh. Họ không thể nào dừng lại trong khoảng thời gian này. Quay quyết định sử dụng kỹ năng Quay vào người con. Con sâu hư không đầu tiên đang được tấn công bởi Quay. Còn Quay thì đang di chuyển, đi qua đi lại trước mặt của Quay. Quay đang nhắm vào Quay. Quay đang nhìn vào Quay. Và Quay quy vào người của Quay. Quay vẫn đang nhìn Quay và tóc biến lên giữ chân lại. W trúng vào người của Hàng đang bị tấn công. Và W đã up lên cú đấm vừa rồi. R đã có. Quay vẫn đang quyết định là chưa tắt đèn để có thể khiến cho Quay phía bên kia cảm thấy bị hoảng sợ. Quay tiếp cận vào những con sâu không. Quay bên này sẵn sàng đấm Quay bên kia. Quay bật luôn cả chiêu cuối. Quay đã bị đấm. Quay bị quay bởi Quay. Và Quay vẫn đang bị tấn công. Quay đang bị dính W. Quay bị dính khô máu. Quay đã phải nằm xuống. Tiếp theo sẽ lại đây. Tôi đang nhìn thấy được một Quay. Quay này thì đã phải bỏ chạy. Quay kia thì không còn thở được. Sau khi khô máu tôi cảm giác là Bin cũng đã phải nằm. Quay đang phải thoát đi sau khi Quay phía kia nằm xuống. Nhưng Quay sẵn sàng quay lại đấm một cú quy vừa rồi không trúng đến Scout và Scout này bị tấn công liên tục. El còn hit đánh cuối cùng và ta sử dụng chiêu cuối nhưng sau đó ta nằm mèo cũng đã có trên này. Sân con rừng mở ra. Gala phải bỏ chạy. Đi qua đi lại. Hit run rất hay và phát bắn cuối cùng của El nó đã trúng. Trình đến từ anh chàng Scout khá là nhiều. Và nó thậm chí còn tăng mạnh tốc độ ăn công trình của thành viên bên phía BLG bởi vì 6 sâu này ngoài việc triệu hồi những các bọ hư không. Tầm khá thành công, W đã trúng sẵn sàng tấn công và đấm rất hay đến Quay. Hang đang nhảy lên để hỗ trợ đại bảo tiểu không trúng ai cả. Đây là mạng đổi mạng và Hang đang cần phải lùi ra. Quay đã thấy. Quay tắt đèn không đây. Quay phía này đang phải bỏ chạy. Quay trở lại đấm và Quay quy để hỗ trợ cho Hang. Quay đang tới cái vùng của LE và người của L nhưng L vẫn có thể thoát đi được. Và cái trụ đầu tiên của mình trên này đang là điểm đến rất là tích cực. Quay đã có chiêu cuối nhưng tầm nhìn của Quay đã có thể nhìn thấy được con Jin đã không còn nữa cho nên trụ một đầu tiên đã có cho BLG. Nó đã hơn 20 để giúp cho Bin ở trong giai đoạn hiện tại có thể cách 300 là ít nhất đây 200 mấy 220 một khoản tiền rất lớn đang được tạo ra đến từ Bin ở trong giai đoạn này. Còn trong khi đó Hang đã tấn công. Quay thấy được Quay bắt đầu quy trúng người của Quay tắt đèn lao thẳng vào người của Quay nhưng Quay bị hất tung lên. Quay bị tấn công. Quay trở lại đấm vào người Quay nhưng Quay đang khỏe hơn. Quay đấm chết được Quay. Xoay hay quá hay cho Quay nhưng phía bên này Quay đang phải bỏ chạy. Quay đang cố gắng né những kỹ năng rồi còn lại Gala đang đứng bắn chiêu cuối con này được bật lên. Bin đã tới sẵn sàng bế. Anh ta muốn bế ai? Anh ta muốn bế vào người Gala. Gala bị hit bắn cuối cùng bị bế qua phía bên kia tường và Gala đã phải nằm xuống. Zika phía này đang cố gắng bỏ chạy. Bin đang tìm mục tiêu nhưng Bin lướt được qua tường hay không đây vẫn đang tìm địa chỉ nhưng không còn cơ hội nữa. Vẫn đang là mạng đổi mạng đến từ cả hai bên. Sứ giả hút và để xem là lấy trụ hay không đây. Mém tí nữa lấy được trụ. Con rồng lửa đang được khai thác. Ui rồng linh hồn rồng lửa. Nếu như để cho BLG có được 4 con rồng lửa thì e rằng hơi căng. LNG bắt buộc phải tổ chức một thủ đánh nhau trong trạng thái mà họ vẫn chưa sẵn sàng. Hang đang di chuyển vào, Scout đang di chuyển vào, Quay cũng đang di chuyển vào. Tôi vẫn chưa thấy một cú tắt đèn. On đang chạy tới, hứng được của đại bản tiễn. Chiêu cuối đang được sử dụng. Sứ giả phán quyết đã đẩy được một thành viên ra. Đó là rồng thì các thành viên của Blue Team là POG một pha bế được Hang ra và Hang đang bị tấn công. Hang tóc biển bỏ chạy cú đơn rất đẹp đến từ Scout. Đã sử dụng chiêu cuối đến Quay nhưng cảm giác là anh ta không đủ lực để chống chịu nổi. Hang đang đứng và Gala đã có thêm một hạ gục dành cho bản thân của mình. 1.300 tiền một cái pha lập đèn la vào đại băng tiễn không trúng và quay ra là người gặp vấn đề tại vì chính chiêu cuối thả ra mưa tên lửa. Hãy xem kìa, Jin bắn một hit cuối cùng và ta đi ngang qua mưa tên lửa và ta đã phải nằm. Quay đang bị tấn công bởi Zika đấm liên tục và ta tìm kiếm được hạ gục thứ hai cho bản thân của mình. Nai phía bên này đang một mình cân ba và cân không nổi. Gala giúp cho đồng đội của anh ta có được hạ gục. Zika bị bể, một tình huống đang cố gắng đánh tới Bin đang bị dính chiêu cuối công kèm với lại On và tóc biến và sau đó bỏ chạy tới Bin sau khi hạ gục được một thành viên nữa. Hang đang di chuyển tới sẵn sàng bắt được On đang trong dàn đi bộ. Hang tới và anh ta hút không được vào tường ở bên dính kỹ năng quy ta bị hất ngược về. Hang đang đi lượm búa và Hang cảm giác là mình đang bị trụ bắn quá đâu đó, ta cần phải lùi. LG tiếp tục là đội thắng trong thủ giao đơn vừa rồi. Tấn sát thương mà anh ta gây ra thì bây giờ khoảng cách tiền nó đã có dành cho anh chàng Zika rồi. Anh ta không cần farm nhiều
có mạng hai gục là hơn 931 đồng, một trong những dấu hiệu cực kỳ tốt. Và có thể xem ngoại trừ on hứng, ngoại trừ câu chuyện ít từ từ, on không chỉ dừng lại hướng, anh ta có thể hướng trọn combo, còn là đối phương tắt đèn bay vào tấn công đấm hát và mạng hai gục dành cho quay quay. Anh ta hứng rất nhiều thứ vào thi đấu vừa rồi, anh ta hứng đến hai cái siêu cuối của Li Ning. Đây là lúc để Nai lên tiếng, bởi vì anh ta nắm giữ con bài Orianna, một chất tướng có thể bảo vệ được cho El với những tình huống lệnh phòng hộ và lệnh sóng ấp. Đấm. Đang gồng. Đấm tới luôn và Hang bị cản là 29W, Hang đang bị giữ. On là một nửa hứng được cái đài băng tiện và người đang mất rất nhiều máu là Hang. Hang hút vào không lời nhá, không lời. Scout đang nhắm con mồi, anh ta sử dụng cái DR không trúng ai cả. Quay lại bỏ chạy phía bên này, Zika đánh nhau với lại Bin. Và Bin đã hạ cũng được hỗ trợ của đối phương, hai thành viên còn lại đang cố gắng bỏ chạy. Bin đang một mình cần 1, 2, 3, 4 thành viên còn lại của LNG. LNG sẽ muốn gỡ bằng cách là lấy cho được con Baron này. On đã không còn thở, Nai cũng không còn thở, Nai còn tới 35 giây lận. Nó rất khó để chúng ta có thể hồi sinh quay trở lại. Và cơ hội cho LNG là đây, quay đang nghĩ tới câu chuyện cướp được con Baron này. Nhưng tôi đang thấy Scout đang đi check người. Scout đã thấy đấm vào quay 2 phát, chấm vào 3 phát và chém tới lần thứ 5 thì không còn cơ hội sống cho được quay. Và LNG là đội có được con Baron đầu tiên của bản thi đấu này. Cái pha đấy còn là tắt đèn xong bật tình yêu lên cơ, bởi vì bật quả mưa tên lửa vào nữa thì nó gọi là nóng thôi rồi luôn. Cháy bỏng, từ từ đây bắn tiễn chúng. On là nạn nhân, lại một lần nữa tắt đèn và đang đứng bên trên mưa tên lửa, quá cháy bỏng. Và tôi đang thấy quay quay đang bị tiếp cận, quay quay không bị bế, quay quay tấn công một pha tóc biến bế rất hay. Thứ Bin sẵn sàng tiếp cận người quay quay phía bên này thì đã cũng cao luôn lệnh sóng âm rất đẹp. Scout rồi quay phía đây hỗ trợ thêm, quay quay đã có thể thoát đi được, còn ngược lại bị áp lại của W, đó là Bin, và Bin bị hạ gục bởi Zika. LNG đang nhắm vào Nai, tóc biến lên sấy vậy nói là khô cả mẫu. Một pha xử lý cháy dẹp ép của Zika, double kill cho Zika. Nhưng Hang lại một lần nữa thể hiện được đẳng cấp của bản thân mình. Chúng ta xem tình huống này của Hang, anh ta chạy tới, anh ta trời ơi đang coi. Và Scout anh ta đã bị tiếp cận, một pha mưa tên lửa rất đẹp rải ra và ba thành viên bên phía của BG đang phải bỏ chạy, tắt đèn lao vào tấn công, chấm thẳng người vào người của Nai. Cú đầu quá đẹp tới Scout, triple kill cho Scout. Anh ta có cú, ui trời cái ơi rồi, không sao cả. Gala buộc, Gala cười, Gala bình thường đã là người có được mạng gục ở thứ tư đó. Bên dịch chuyển về để có thể phòng thủ được. Và LNG họ đang nhắm tới ván thi đấu này, họ nhắm tới cơ hội endgame, họ nhắm tới chiến thắng trước đại diện số 1 của LPL. Họ đã sẵn sàng với câu chuyện đó, họ đang giải quyết công trình nhà chính còn lại. Zika đang đánh liên tục, sấy liên tục vào cái nhà chính, Bin đang bị kẹt, Bin không còn cơ hội. LNG là đội đầu tiên bước lên nhanh 2-0. Đó là một chiến thắng rất tuyệt vời bên phía của Li Ning. Và đây là cái bộ mặt của BLG gặp Li Ning ngay cả ở LPL. Nếu đánh BO1 thì Li Ning hoàn toàn có thể đánh cân với cả BLG khi mà họ là đội nắm được meta tốt hơn.